Kính thưa quý vị, tiếp tục một bản tin về Syria với sự không kích và pháo kích đã làm tăng thành thành phố Aleppo. Đi xuyên qua những đống gạch vụn và những khu chung cư đổ nát, người dân của quận Ansari tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sau khi bị không kích và pháo kích dữ dội trong ngày hôm qua. Hàng chục tòa nhà bị phá và nhiều tòa nhà đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát, san bằng sau nhiều cuộc không kích và pháo kích. Ông Abu Mahmoud là một thành viên của quân đội tự do nói rằng trong các ngày qua thì quân đội Al-Assad đã gia tăng tấn công. Ngày hôm qua thì phi cơ đã tấn công địa phương này bằng hỏa tiễn. Đây là một tòa nhà 5 tầng nhưng hiện giờ trở thành một đống đổ nát. Con số tử vong chưa biết rõ, rất nhiều người đã bị chết. Hiện giờ thì họ mới tìm được khoảng 40 người. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria cho biết là trong ngày Chủ nhật đã có trên 180 người bị chết trên toàn quốc, trong đó 114 người là quân nhân và dân quân. Tổng thống Bashar al-Assad luôn diễn tả quân dân là thành phần khủng bố do ngoại quốc tài trợ và điều kiện tiên quyết là để đàm phán hòa bình đối với những người này và đối với Thổ Nhĩ Kỳ và các nước vùng vịnh là phải ngưng tiếp tế vũ khí, tài trợ cho dân quân. Ngày hôm qua, thì nhà lãnh đạo Liên minh Quốc gia Syria là ông Mojaz al-Khatib đã kêu gọi ông Assad phải ra đi để đàm phán cho hòa bình, là để cứu lấy quốc gia và dân chúng Syria.